sản phẩm này được bên mình nhập trực tiếp từ IHOP của Mỹ về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam thì sản phẩm này có giá là 470.000. Đây là thành phần của sản phẩm. Và như trên bao bì là họ hướng dẫn là mỗi ngày sử dụng 2 viên. Hộp này là hộp 90 viên. Thì chúng ta có thể sử dụng được trong vòng 45 ngày.